Diệp Lâm Anh bị cõi mạng quay xe, chỉ trích khôn quá hóa dại, nước đi tự hủy, khó mà cứu vớt. Dân mạng bắt đầu đưa ra nhiều phân tích lập luận trước những nước đi của Diệp Lâm Anh trong drama đấu tố chồng cũ Nghiêm Đức. Tuy đang được netizen bênh vực nhưng hiện tại phe ủng hộ cựu người mẫu lại dần vơi bớt quay xe vì nhiều lý do. Những ngày vừa qua ồn ào tình ái, đấu tố lẫn nhau, tranh giành quyền nuôi con giữa cựu người mẫu Diệp Lâm Anh cùng chồng thiếu gia Nghiêm Đức đang là chủ đề nóng hổi được toàn thể cõi mạng vô cùng xôn xao. Loạt chi tiết gay cấn, bóc trần sự thật lẫn nhau được cả hai bên thi nhau tung ra trước truyền thông. Netizen mỗi ngày trải qua đều phải thót tim lo lắng, chuẩn bị tinh thần bởi không biết tình tiết mới nào sẽ xuất hiện trong drama chấn động Vbiz này. Loạt ý kiến trái chiều, tranh cãi giữa hai phe cũng khiến drama này ngày càng lên đến đỉnh điểm. Tuy nhiên, để sâu chuỗi lại mọi tình tiết thì người khơi mào câu chuyện trước công chúng lại chính là Diệp Lâm Anh. Điều này cũng là việc dễ hiểu, khi theo lời cô công bố thì Nghiêm Đức chính là kẻ ngoại tình trong cuộc hôn nhân này. Có tiểu tam là diễn viên Quỳnh Thư cặp kè với nhiều người phụ nữ trong khi cô đang mang thai. Chưa hết, Diệp Lâm Anh còn công khai đoạn clip gây sốc quay cảnh cô cùng mẹ chồng đến chất vấn thẳng với Quỳnh Thư. Điều này cũng khiến nữ diễn viên dường như hết đường chối cãi, với bằng chứng quá rõ ràng này từ phía Diệp Lâm Anh. Tuy vậy, điều này cũng bị một số người, trong đó có cả Nghiêm Đức cho rằng không hay, bởi việc đem chuyện gia đình lên truyền thông, đáng nói hơn là mẹ của anh là hành động khó chấp nhận được. Từng bênh vực con dâu, nhưng sau đoạn clip đó, mẹ chồng cũ của cựu người mẫu cũng là người quay xe, đầu tiên, chỉ trích Diệp Lâm Anh mới là người gây ra đổ vỡ trong hôn nhân. Bà cho hay, Diệp Lâm Anh liên tục đi sớm về khuya, có hôm đi tận đến 3 đến 4 giờ sáng mới về, một nếp sống không phải là thói quen của gia đình. Bên cạnh đó, Nghiêm Đức còn định hướng dư luận bằng việc tố cựu người mẫu là người ngoại tình trước, ông ăn trả bà ăn nem, với tình cảm ngoài luồng cùng nhân viên quản lý quán bar. Tuy đã lên tiếng đính chính và cho hay bản thân bị oan, giải thích rõ trước truyền thông, nhưng ít nhiều phe ủng hộ Diệp Lâm Anh cũng dần vơi đi một số người. Mới đây, cõi mạng còn xôn xao hơn, khi một số tài khoản cũng đã lên tiếng phân tích nước đi trong drama này của Diệp Lâm Anh, chỉ trích cô là càng làm càng sai, tự hủy, trong lòng người hâm mộ, dần bị quay lưng.